quận 9 mà các bạn thấy là bò nè, đây nè. Thấy giống như dưới quê ha, nhưng mà đây là khu quận 9 đó các bạn, đất quận 9 đó. Thấy chưa kìa. Sao nhà đó mặt tiền vậy ta? Hai mặt tiền. Hai mặt tiền đó, lấy mặt chính mặt phụ. Kìa, có hai mặt tiền luôn kìa đó. Khu này là khu mà có đất ruộng ngày xưa người ta bán lại nè, nó mua nó phân lô nè. Trời, giờ nó xây rồi, nó xây hả? Nó xây để sẵn, ai mua tự nó xây lên, nó đổ sẵn rồi. Dijon nè. Electric Vina. Giải quyết được cũng đa số việc làm cho người dân mình cũng đỡ lắm chứ. Quá trời luôn nè các bạn. Không có xe đưa rước luôn kìa. Đây điện quang. Trong xung. Phía này là công ty New Hà Nam. Rồi. Đây các bạn, đây cà phê Bến Hẹn. Ở khu chính qua đây là cái quán mà Lâm đã hẹn anh em ở đây. Bây giờ đâu là anh em đang đâu hết rồi. Qua đây cho nó rộng đi. Em dẹp bánh mí này đi. Dẹp bánh mí này đi. Đắt lắm. Dạ. Quay. 5 năm nữa. Bữa nay mới hân hạnh được gặp thầy Hiếu, người ngưỡng mộ lâu quá giờ mới được gặp. Hôm nay là hạnh phúc lắm rồi, về từ thế giới ảo bước ra thế giới thật đây. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi với anh Thắng. Một người đầu tư bất động sản ở quận 7, ở Nhà Bè chứ. Nhà Bè. Thì hôm nay mình ảnh đưa mình đi tham quan một cái khu này gọi là Phát Minh. Khu apartment ở Nhà Bè ha. Đẹp quá. Rồi thôi mình đi lên cái khu nhà của ảnh. Ảnh cũng chuyên làm về nhà đất luôn mà phải không? Tạm tạm mà không có chuyên. Đẹp quá. Mới vô tháng 11 á, để mình chỉ qua nhà. Rồi mà coi là có 4 nóc nhà. Trời ơi 17 tầng. Wow. Bây giờ thì mình đi coi nhà dạng giống như là Phật Minh. Người nào làm thêm thẻ thì người đó phải phải đóng tiền. Thang máy là cái thẻ. Dạ đúng rồi, mỗi thang máy thẻ mà lên đúng tầng nào là ví dụ mình đây là cái nhà tầng 15 thì mình chỉ lên đúng tầng mình thôi, mình không đi tầng khác được luôn. Hay ha. Bảo một nhiều là đúng rồi, là thẻ từ thì lên đúng tầng mình thôi, không được lên tầng khác. Khá hay. Thì chi phí ở đây thì 500 ngàn là cơ bản. Bỏ thẻ lên. Ồ. Mình nhấn từ 15 thôi, giờ mình nhấn từ 14 không cho. Không cho. 16 không cho, 17 không cho. 22 không cho. Hay, hay. Cho mà. Không từng nhập được hết. Chỉ là 4 tầng mình thôi. Này hay đó nha, thông minh đó nha. Đúng rồi, nó làm gì cho mình bỏ thì lại là chỉ là cư dân ở trong một cái sàn để đi với nhau thôi chứ không có cho người không khác. Không có lộn xộn, có chui đúng rồi. Ví dụ mình có lỡ, mình có cô bạn gái ở tầng 16 cô thì cô đó cũng không xuống, mình cũng không lên thăm cô được, mà phải điện thoại cho cô đó, chừng nào cô đó cho mình thì cô đó mới xuống nước mình xuống lên. Xuống đó mình quá hợp lý. Hẹn nhau dưới sảnh đi. Thôi chui thẳng. Không có chui thẳng. Vụ này hay nha. Không qua thăm được. Vậy là hàng xóm rồi cũng phải cùng tầng mới thăm. Cùng level. Cùng tầng mới thăm được. Cùng level cũng chơi nhau được. Căng quá thăm. Khác tầng mình cũng không có đi được. À, này hơi căng nha. Tụi nói chung mà qua được chơi vui thôi. Đây đây. Đây bên trong cái khu nhà đấy các bạn. Ở đó thì mình chưa bao giờ mình xem những cái nhà ở Phật Minh như thế nào. Thì mình đi cho biết các bạn ơi. Khỏe không em? Hàng sớm. Đây, cùng level mới chơi được. Đây, chào anh. Đẹp quá. Bảo một cái là gió luôn ạ. Rồi, đây các bạn. Thấy chưa? Hai phòng ngủ hả? Hai phòng ngủ. Đây, một phòng ngủ. Cũng là... ở... nhìn cái view ra sông. Đây cái view ra sông nè. Kia có cái sân banh nhỏ nhỏ. Này cái view ra sông mà nhìn ra cái đường cao tốc rồi. Được không? Đẹp quá. À. Thiền mua một căn mình đây chơi. Bỏ luôn thầy cho mấy này. Anh phải đóng lại chứ mua. Lạc cái cổng. Ở đây là mình nhắm tàu hiểm nó ra vô cái đường cao tốc em nói là cái đường đó đó. Từ đây nó qua Cần Giờ. Dạ, cái view đẹp, cái view đẹp. Dạ, bên kia là Cần Giờ rồi đó. Cái vô bên kia là Cần Giờ, rồi qua bên đây là đi. Bây giờ là chưa làm máy lạnh chưa gì hết. Dạ chưa, hôm nay nó giao em nhà mới về để em lên. Cáp sẵn. Cái máy lạnh luôn hả? Ở internet. Nó giao cho nhà nó giao. Internet thì sao? Máy lạnh thì có ống nguồn sẵn rồi. Đây, có lẽ. Nhà có luôn sẵn rồi.
À, toilet là chỉ tắm đứng thôi. Đây. Đây. À, cái nhà này cũng tương tự như nhà anh Quốc Lâm vậy đó, cũng có hai phòng vậy thôi. Bên đây là phòng master. Master. Đây, nhìn được cái view này. Nhìn được bao nhiêu cư bên kia. À, có hồ bơi đó, bên đây có hồ bơi không? Hồ bơi, nó view bơi, hồ bơi đó hồ bơi thôi. Bên đây không có. Master, dạ đúng rồi. Không, nhà em định mua nữa, bỏ vô cũ rồi đó, nhỡ dữ quá. Sao? Nhỡ đâu mình đi đâu cũng ở mà ông dám bên đây mua là thích. Nó chửi cho mình vàng rồi thôi, không dám mua nữa. Còn phải bán thôi. Dạ. Ý vợ mà trời trời, không dám cãi. Đây toilet đây. Đây toilet thứ hai. Toilet thứ hai, toilet của Master. Nhà nước rất mạnh như này. Ở đây rồi em xuống em thích ở là chỗ đó. Mặc dù trên lầu cao nước cũng mạnh ha. Đây em giờ nước thì thấy cái mạnh là cái giò này thì nó chưa đủ mạnh lắm. Nhưng mà ở đây sao nó không làm cho mình cái ngăn kiến cho nó đỡ ướt ha. Tính ra này nó có làm thế. Kéo lại thì nó đỡ. Nhưng mà nó chật lắm, em nghĩ mày mở em cũng không có thèm là kiến chi cậy. Kéo luôn, mở luôn. Nó không dơ cả. Thì còn mở Mỹ thì nó phải ráo. Phải rộng luôn. Đây thì cái bếp. Đây là cái bếp, cái bếp đây các bạn. Em mua cái ba là em. Ở đây là để giặt sấy hay gì? Để dành cái máy giặt này. Máy giặt. Ờ thấy tàu à, nó tàu chở hàng kìa. Nó chở hàng rồi nó vô nó kêu tối nó bóp kèn kìa. Cô coi coi tàu đã không? Tàu à. Đó tàu hàng á, tàu biển không có đây là tàu biển lớn vô không? View mát ha. Cảng lớn mà. Ở dưới người ta banh thì kêu vui vẻ. Nè. View. Đó ngay rồi kìa. Ở giờ tương lai là ở đây nó mở đường 4 mét đi trước mặt mình nữa. Dễ sợ vậy hả? Nè, nó đâm ra bên hông cái trường học bên hông của trường cấp 3. Ở đây bây giờ mình đang nhìn ở dưới mình thấy đây là dừa nước ha. Dừa nước không à. Đúng quận 7 đặc trưng vậy dừa nước. Nói chung mà ở mua nhà là mua căn gốc căn đẹp mình mới dễ bán được. Coi như là bếp thì mình phải về mà đặt lên phải không? Dạ đúng rồi, nó làm ở trên rồi. Hai mặt thì nó như những căn trong thì có một mà dạ, đúng rồi. Và một mà hai phòng thì chỉ một phòng có cửa sổ ra ngoài. Căn này thì nó sẽ cao giá hơn. Đây thì phòng khách. Dạ đúng rồi, căn nhà thì đây. Ở đây mình làm những vậy nhỏ nhỏ thôi. Không phải là sofa nhỏ không? Đấy bằng ngay. Nó là tủ lạnh. Nó thiết kế hết rồi, em bỏ 50 triệu vô là nó làm full cho em hết. Coi như 72 mét vuông. 72 mét vuông. Nhưng mà căn này là căn mô đồ luôn, là căn nhà mẫu. Để nó làm mẫu cho khu mình luôn đó. Đúng rồi đó. Có nghĩa là trong cái đấy có một sàn có một căn. Dạ. Cô hiểu không, là một sàn mình có một căn nhưng mà cái căn mình đó là giống như nó thiết kế nó hài hòa. Nó hợp lý, người ta xây cái nhà dựa trên căn mình để làm nhà mẫu. Cái này thì hai vợ chồng với một đứa con đó, hoặc là hai đứa con nhỏ là dạ. Chơi giường tầng đó. À. Đây là cái mũi của con. Hình như là cái căn này là đẹp hơn mấy căn bên hông này không? Dạ đúng rồi, căn bên hông nó có một tiền thôi. À một tiền này được 2 tiền. Thì cái này chắc chắn là mắc hơn những cái căn kia ha. Dạ mắc hơn. Mắc hơn chút. Cái này là có coi hình như cũng có căn bìa bên đây và căn bìa ở đâu đẹp hơn. Căn bìa góc ngoài đẹp hơn. Góc đẹp hơn. Căn bìa ngoài cũng đâu đẹp hơn là cái căn này, giống như nhà này làm bìa ngoài đẹp hơn 2 tiền đúng rồi. Mắc hơn chút không? Mắc hơn chút. Mắc hơn chút. Mà 17 tầng thôi. À, thường dân ở đây á, dân đây là những người cháy là nó báo từng căn một luôn. Tức là nếu mà ở nhà mình lỡ mình hút thuốc là đây nó có điểm báo đây nè, là nó cảnh báo luôn đó, mình đừng hút thuốc nước nè, nó có hệ thống nước. Đây là nó sẽ nó đây phun nước cột nước đòi cái này là báo có khói nổi với khói bùa là nó báo từng căn một luôn. Là nếu mình phát hiện thì làm sao? À phát hiện thì ở đây có hai cái điểm phát hiện. Thường là sợ giới thiệu phát hiện không? Không phát hiện hai cái điểm. Đây nó sẽ đốt rất hay. Đây là ở hai đầu mình thấy cửa phát hiện. Và cửa này là cửa một chiều, có nghĩa là người ngoài người ta chọn nó không được nhập đi được, mà người trong người ra mình dẫn cái này vô nó mở ra được. Đây là mình dẫn vô này nè, mình mở ra được. Còn hang đó là gì? Đó hang đó, hang một chiều ở đây. Ở đây nó có một cái van nữa, nhưng mà sợ bụi mình mở cái bụi nó thổi vô. Đó. Và cái đó là gì? Cái đó là cái cầu thang đi xuống. Cầu thang đi xuống, mở cái là thang bộ chạy bộ chạy đất luôn. Nhưng mà nếu mà người đất đi lên thì không thể vô đây được. Không vô được. Bởi vì nó kẹt cái cửa đây đâu ngoài nó mở được. Chỉ cái đường trong đi ra thôi, còn ngoài thì vô ngoài vô được. Đó như đóng lại nó hết được. Đó. Hay bên đây luôn. Hai đầu hai bên là có hai thang thoát hiểm. Đó, mà nó hay, thứ hay nữa là ở đây á là gió nó làm cái cửa này không luôn. Ở đây là một cái cửa gió, bên kia là một cái gió, bên đây là gió nó thổi xuyên suốt trong cái hành lang này. Không gió. Không dạ. Nhỏ, không biến. Không biến. Nên nó cũng có chống khói. Thiết kế thông minh ha. Mà nó báo khói là từng báo cháy đó. Ở đây có hệ thống phòng cháy chữa cháy nè.
Một dãy thì mấy căn? Một dãy 10 căn. Một sàn như có 10 căn. Kinh cỡ đó. Không đỡ. Đó vừa ở đây lên đây. Còn mình. Nhìn nếu mà tờ càng thấp thì giá càng cao. Càng thấp thì càng rẻ. Càng cao mới càng mắc. Càng cao mới càng mắc. Cái view. Dạ. Em có nghĩ là dưới thấp nó lại rẻ không? Càng cao mới càng mắc. Cái view á. Mày mở chung cư em thích ở từ từng hai mấy cho lên luôn, em mới dễ mở, chứ mở là hai mấy cho lên. Ngày xưa mở từng 23 mà bên không nhìn nguyên cái thành phố dưới luôn đã. Cái view á. Chị ở bên xa nó lúc mà chung cư. Ngày xưa mình cứ nói là dưới thấp thì dễ, như thế thì luôn. Càng cao càng mắc. Chung cư mà đã. Thường á mình nghĩ chung cao mới khoái. Thường nghĩ chung cư chắc là mấy người trẻ là khoái hơn người lớn tuổi. Dạ đúng rồi. Mà vợ nói anh là đây ở thì cũng được, nhưng mà ở đây thì cỡ chừng tháng hay tháng ăn chán thì về xuống dưới nhà em chơi trước nhà rồi quay nhà em đưa lên luôn nữa. Rồi ok, lần này đi đưa cho cả thế giới biết nhà của Thắng à. Đó các bạn, mình đang ở nhà định cư của Thắng. Đây là căn nhà đầu tư invest invest thì bây giờ mình đã xuống căn nhà 400 m² và nhà biệt thự. Là biệt thự theo kiểu đúng nghĩa bên Mỹ nó gọi là single family, yeah. Chứ không phải là townhouse single family. Thì mình biết coi single family Việt Nam như thế nào nha. Thì chúng ta cùng đi thám hiểm trên Thắng. Ở đây ở nhà dưới đó mà. Sao cái này mà có camera giám sát? À có camera có. Ở dưới là một camera. Ừ, đúng rồi. Dạ. Cái đó thì có. Rồi bây giờ không, mình có đi thì không có nha. Có đi thì không có nha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái căn nhà dạng nha. Nó nhà Sico House quảng cáo công bạn em nghe của em nữa. À rồi. À sao? Nhà Sico House rồi qua nhà của anh Thắng chơi thôi. À qua nhà Thắng chơi ha, rồi khỏi tạm bạc thôi. Rồi thôi giờ đi qua nhà riêng. Dạ nhà riêng. Riêng của Thắng thôi ha. Thì cái từ bên Mỹ nói vậy rồi thôi qua nhà riêng ở Việt Nam. Đây có ba cái phòng máy. Rồi. Nói đọc chiêu chỗ là thang máy mà nhận dạng được là người đó ở tầng số mấy. Mình thấy nó đúng tầng đó. Chơi từ lập trình rất là thông minh. Ngày xưa thì mình bị ám ảnh bởi những cái nhà chung cư cũ á. Ba đen nhà. Chung cư Nét Bình hay chung cư Vô Chiêu Tử rồi đó. Thì đó anh quá. Cho nên giờ mình qua đây mình thấy hơi đặc biệt. Thường cái hầm nó âm u, nó gió nó không có. Bao tiền xe hơi thì tháng? Tháng là 1 triệu. Triệu thì xe hơi. Xe máy là 900.000 tháng. Ủa xe hơi mắc hơn 100.000. 90.000. Ủa quên 90.000. 90.000 là xe máy xe hơi là 1 triệu. Mình phải chọn cái tầng đậu nữa. No, mình cứ vô đây chắc hiện giờ là chưa có sắp xếp gì hết, nó cũng đậu lâu đậu quá. Tại em cũng chưa từng đem xe qua đây cho đậu nữa. Còn 500.000 là cái tiền chi phí tháng bảo vệ. Bảo vệ, rác, vệ sinh, rác người ta dọn dẹp cho mình, người ta bảo vệ cho mình ở đây. Dịch vụ, còn điện nước thì mình xài nhiêu mình tính nhiêu. À, nói tóm lại là chiếc xe hơi và một cái bảo vệ là 1.500.000. Còn nếu như mà bảo vệ với xe máy là 590.000. Đúng rồi, 600 tính cho chẳng 600. Thì cũng có nhiều xe đây cũng đúng rồi, cứ lấy cộng thêm thôi. Hồi đó anh có còn đóng khoản chi phí nào để bảo trì xung quanh không? Mà bảo trì thì nó thu 2% phí bảo trì. Nghĩa là trên cái nhà mình ví dụ mình mua 1.350.000 giấy ốc đi thì nó sẽ lấy mình 22 triệu tiền phí bảo trì. Để là một năm ba là hết là một lần hết, xong vẫn làm một cái ban quản trị riêng. Khi mà chủ đầu tư thì nó hết thời hạn thì sẽ giao cái tiền cho ban quản trị đó. Thì khi mà muốn sửa cái gì ở trong đây, những cái phần ngoài nội thất á thì sẽ xích cái tiền ra và được sự kiểm soát trong cái ban ban quản trị đó. Ban quản trị là của công ty hay của người mình ở? Của người mình đây. Mình ở. Có nghĩa là ví dụ như 4 lốc này thì mỗi lốc sẽ bầu ra một người. À. Rồi cộng với một người chủ đầu tư nữa. Đó là giống như ông trưởng khu phố. Phó trưởng. Đóng một lần luôn. Nhà nào cũng đóng một lần. Đóng một lần cho nhà. Người kia vô người ta hưởng, nhưng mà em để cho luôn người kia luôn. Làm đầu tiên. Làm đầu mình trả cho nó luôn. Làm đầu tiên là đi xong, lần một duy nhất. Dạ. Rồi hết cái tiền này nó mới tính tiếp được nữa. Cũng hay, hay. Không biết bao nhiêu năm thì mình phải đóng cái phí rồi là sửa chữa. Ừ, này mới chịu biết. Có thành 4 năm, 3 năm, 2 năm, 5 gì rồi. Thì sau đó hư hỏng. Đúng rồi, sau đó ngoài thời gian đó thì nó mình mới phải bỏ cái tiền. Đây là xuống tầng thứ 2. Đó, thấy mình thấy dân cư đã ở đây rồi các bạn. Đã có xe về ở rồi. Ở đây thì nãy mình có nghe nói là có cho thuê thì hơi bị đầu tư, hơi bị dở. Nếu mà mua cho thuê thì sẽ không hiệu quả. Có thể tại vì cái khu này khu nhà bè. Dạ đúng rồi. Cho nên nếu mà dân đầu tư phải ngồi tính chỗ đó đó. Đúng rồi. Có
thể người ta chỉ nghĩ rằng mua để ta để làm của, hoặc là người ta sẽ kiếm lời khi mà cái căn hộ lên à, như vậy thôi. Chứ mua mà để đầu tư cho thuê như vậy là không hay. Mà nãy giờ mình thấy một điều rất là hay là có cái đỉnh đồng ngoài kia. Dạ, camera đó này, thấy mình nó một con. À, camera bốn hướng. Là bốn hướng. À, ở dưới này thì sao? Thì ở dưới này là mút là cho thuê mấy cái shop. Cho thuê shop à, chứ không có bán phải không? Dạ, ở đây xe hơi đây này. Ừ. Đây. Camera xe 4 chiều hết. Là vô đây là bị dính camera hết rồi đó. À, nó quay là biết hết rồi à. Dạ, đúng rồi. An ninh. Giờ dưới này chưa có ai kinh doanh gì hết à, chưa có nhu cầu kinh doanh thôi, được không? À. Trong này có hồ bơi đi, hồ bơi. Bên đây không có hồ bơi, đây chưa có. Dạ, bên đây là công viên. Bên đây à, là làm cái cây xanh. Thì thầy thấy có cái đỉnh này để đốt giấy tiền vàng bạc hơi bị hay ha. À, này là hơi bị thú vị, là rất là châu Á. Rất là châu Á. Rồi, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thắng nó đưa mình đi tham quan cái khu nhà ở Phật Minh này cũng rất là hay. Thì mình nghĩ quận 7 cũng giống vậy thôi phải không? Dạ đúng. Nó chỉ là cái địa thế thôi. Cao hơn. Landmark cũng vậy đúng không? Không, Landmark là phải cao cấp hơn rồi. Những cái cao cấp này là dạng như căn hộ mình là cũng như là bình dân thôi. Ừ. Yeah. Nhưng mà về cấu trúc mình nghĩ cũng giống vậy, nghĩa là cũng là bao nhiêu cái phòng rồi bao nhiêu toilet cũng bố trí giống vậy thôi, mà dưới đều nhiều khi đồ nó chất lượng hơn, chất lượng hơn, với lại cái công viên nó cái view hơn. À, view đẹp hơn. Ừ. Rồi giờ mình qua bên nhà riêng của anh Thắng nha. Đi chơi.